Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá sầu riêng cập nhật ngày 6 tháng 4, 2024, giá đang đi ngang nha bà con. Tại khu vực miền Tây, mức sàn kiên 135.000 tới 140. Black Thorn 130 tới 140. Sáu hũ 125.000 tới 130.000. Chuồng bò giá 135 tới 140. Ri sáo hàng đẹp giá 90 tới 100.000. Ri sáo muzo giá 80 tới 85.000. Sầu thái hàng đẹp giá 160 tới 170. Sầu thái muzo 140 tới 150. Ở khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp giá 90 tới 100.000. Ri sáo muzo giá 80 tới 85.000. Sầu thái hàng đẹp giá 160 tới 170. Sầu thái muzo 140 tới 150. Ở khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp giá 90 tới 100.000. Ri sáo muzo giá 80 tới 85.000. Sầu thái hàng đẹp 160 tới 170. Sầu thái muzo 140 tới 150.000 đồng. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi, tùy thương lái. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.